Chào các bạn. Có há nhiều bạn bình luận yêu cầu tụi mình làm clip cắm trại ngoài đồng các bạn. Nhưng mà các bạn biết là tụi mình đi cắm trại là luôn làm những clip là rất là đầu tư, đi bằng xe tải, xe ô tô rồi chở đồ rất là nhiều luôn các bạn. Đi vào đồng thực sự là một cái thử thách rất là khó luôn, bởi vì các bạn biết là đường ruộng, đường đồng rồi thì thường nó nhỏ xíu mà cũng đi được, tìm ruộng rất là khó luôn các bạn. Nhưng mà nhiều bạn bình luận quá nên hôm nay tụi mình quyết định là chơi đại một cái ngoài đồng luôn, cố gắng tìm một cái ruộng nào đó và nhảy vô chơi luôn nha các bạn. Lỗi sình luôn, xe mang xuống sình luôn để làm một clip cắm trại ngoài đồng không sao mà 6 sao cho mọi người cùng xem nha các bạn. Ở Bình Dương mình thì cũng có đồng các bạn, nhưng mà nó sẽ không có bao la bát ngát bằng miền Tây, nhưng mà vẫn có nha các bạn. Và mình đã reset lại cái bảng sao không sao 6 sao nha các bạn, mấy bạn cập nhật lại nha. Không sao chúng ta sẽ có, vẫn là 10k nhưng mà giảm 5 sao thành 3 triệu thôi nha các bạn, cho nó bèo, là không thể nào mà cho nó bằng bằng cái thằng 6 sao được. 6 sao vẫn là tuyệt vời nhất. 10 triệu không sao, 10k. Và tụi mình sẽ chơi cái dạng là bốc thăm để chọn số sao nha các bạn. Trời, anh vô này giữ nhiều lá phiếu hết nhờ. Ở đây là mình có tất cả là 7 lá phiếu tượng trưng cho 7 người chơi các bạn. Oh my god, chị có một chị tướng em. Chơi luôn anh. Được. Chị tướng luôn. Chơi luôn. Có chị có chịu mà sợ gì đúng không? Chứ em đại trưởng phu mà. Đúng quá rồi, thanh niên đại trưởng phu mà sợ cái gì. Thảo có cho mấy bạn. Anh phải đánh tay đá nha. Rồi, anh phải đánh tay luôn. Ai, tay ai. Bên đây luôn anh, từ trái em qua luôn nha. Em muốn luôn hả? Dạ, không sao, chúng ta mắc mà cũng không sao rồi. Oh my god, sao xui vậy? Đã cứ một tầng rồi. Hai sao. Còn được à, hai sao nhiêu tú? 500k anh. Còn có ngày 500k để cấp trại. Sao? Trời. Một sao rồi. Ủa, hai phiếu rồi. Thằng nào gấp? Nào gấp ngon hả? Sao bỏ chung dính vô? Sao dính được. Sao lại cái luôn nha các bạn. Rồi, xém rồi. Rồi, giữ em. Một sao cho. Không sao tới ra rồi. Một sao. Ê! Ô mày! 6 sao. 10 củ khoai lang để cắm trại các bạn. Ai cho được 10 củ khoai lang? Vậy là tới anh luôn hả? Dạ. Anh luôn. Không sao. Vẫn còn 5 sao, vẫn còn 5 sao. Ăn lên trời. Vẫn còn 5 sao với bạn. Chắc anh số 1. Ô mày god, 3 sao rồi. Ba sao nhiêu tiền Tú? 1 triệu anh. 1 triệu để cắm trại. Ngoài đồng thì 1 triệu là quá là dư giả bạn, chứ càng bắt con ốc lên là đủ ăn rồi. Tú còn 1-4 gram. Một chú ơi, để coi Tú được nhiêu vậy mày. Ê. 1 sao Tú sẽ có 100k để cắm trại. Sao không sao mày cười tươi với hai thằng cùng bóc cái luôn nè. Ok anh. 4 năm rồi, hai có gần 4 năm. Ồ, hai này 4 năm rồi. Ôi trời, 4 sao và 4 sao sẽ có 2 triệu để cắm trại và 5 sao sẽ có 3 triệu để cắm trại nha bạn. Kìa mà dễ. Ủa là anh có nhiều, anh có tháng triệu luôn hả? Sao nhiều dữ vậy ta? Đây là tụi mình đã có số sao nha bạn. Hôm nay ăn được lên đời và dĩ thì vẫn tiếp tục là dĩ nhỏ, không thể nào lên đời được. Không sao đâu, ngoại động thì rất là nhiều những cái con để dành mình bắt, ví dụ như là cua nè, cá nè, ốc được cái kiểu. Mà rất tiếc là ngoài đồng bây giờ là mấy bác nông dân là chơi rất là nhiều hút diệt ốc á. Đã xuống chợ chết á, bắt ăn trời tới công chuyện luôn. Ok, để cho bạn này hết cái series cắm trại không sao 6 sao tụi mình, để lại một like, chia sẻ, để bị nhắn đăng ký kênh để nhận được thông báo thì tụi mình ra những clip cắm trại khác các bạn. Bây giờ thì mua những cái món đồ gì đó để cắm trại bạn. Không mua mấy cái liều bự nữa bạn ơi. Tại vì cái liều bự đâu có chỗ đâu cắm trại, cái bờ ruộng nhỏ xíu rồi các bạn. Ok, quẩy ho. Rồi, đây tụi mình đã đến được cái cây cầu khỉ gần nhà mình các bạn. Khoảng 2 phút đi xe là tới cái cây cầu khỉ đó rồi. Và phía bên kia cầu khỉ là có một cái khu độc ruộng các bạn. Cái khó bây giờ là rinh mấy cái đồ cắm trại qua sông nữa các bạn. Đây, cầu khỉ này thì khá là thú vị các bạn ơi. Cái cây không có tay vịn, có mấy cây ghim ghim vậy thôi à. Đây, chúng ta sẽ vượt qua cây cầu này, sau đó băng qua vườn chuối này là tới cái ruộng rồi nha các bạn. Hiện tại là sông hơn là đang nước cạn á. Nước mà lớn là té xuống cái chìm luôn à. Ở đồng ruộng thì ốc nhiều lắm các bạn ơi. Vừa mới vô thấy đường con rồi nha. Cá ở đây là lén luôn các bạn. Dần lưới bán là bao lụm luôn á. Rồi ok, tụi mình đã tìm được cái bờ sông nha các bạn. Do bờ ruộng nó nhỏ quá không cắm trại tụi mình phải chọn bờ sông. Nhưng mà cũng nhìn vẫn rất là ruộng luôn. Cho bữa mới quay cameraman.
Đây bạn nhìn thấy không? Rượu kế bên luôn nha các bạn. Camera là nó phải chơi vậy nè. Được không em? Đã anh. Chứ em sẽ lăn này nữa. Tấm buồn hả? Và bây giờ là mình sẽ review đồ của từng người nha các bạn. Rồi đầu tiên là cái bill của bé Tú, một sao nó có 100k để cấp chạy. Kết quả là nó mua là 96.500 đồng nha các bạn. Một sao mua 96.000. Dư quá trời luôn em. Và kết quả là Tú nó mua được một chai nước suối nè, trứng ăn liền, lại là muối tôm Tây Ninh các bạn, nó khích quảng cáo cái sản phẩm muối tôm Tây Ninh, cốc sang chơi sang, bánh gấu trúc, rồng đỏ, mì tôm và cuối cùng là bảy ốp. Dạ, xuống ruộng cái ruộng cái lúa đó. Nói chung là cái bờ sông này nó cũng hơi hẹp các bạn, nên cameraman tập này nó phải đi cái lúa liên tục các bạn. Ủa sao em khoái muối Tây Ninh với em? Em là một người rất là mặn mà. À, ăn muối cho mặn hả? Đúng rồi. Chứ phải em nhạt, phải ăn muối cho mặn hả? Rồi tiếp theo là bé dễ. Mấy sao em? Không sao anh. Có 10k. Đúng rồi, không sao. Nó 10k để cắm trại ngoài đồng các bạn. À, mình thì ngoài đồng thì là kế bên nhà mình luôn, nhưng mà mình ít quen ngoài đồng, do ngoài đồng là có rất là nhiều tài nguyên các bạn. Giờ nó nhảy xuống sông cái đùng là có cá nè, có ốc nè, có rau muống nè, có rau ốp nè. Xung quanh thì có khá là nhiều môn nè, bạc hà nè, vừa là bát ngát luôn bạn. Chỉ cần là mình chỉ cần né được ông chủ đất thôi là né được ông chủ đất thôi là vừa uống thoải mái luôn nha bạn. Không có tuổi đâu mà dí được mình. Rồi dừa nè, mía nè, có cả cao nè, chuối nữa nè. Rồi thấy đằng kia là lúa, có đằng kia bắt đầu trổ bông nữa bạn. Chứ tí nữa dĩ lần đó móc lúa gì. Nói chung là ngoài đồng thì tài nguyên nó nhiều đó bạn, quay thì nó sẽ không có yếu tố sinh tồn nữa, nên mình ít làm lắm. Thường là mình thích làm ngoài biển các bạn, ngoài biển nó mới lạ. Ngoài đồng mình là dân quê mà đồng đầy. Ok, tiếp theo là bé dễ thì nó là hè lẻ 500 á em. Đúng rồi, anh còn dư. Không sao của em là không ai mà mua nổi 4 món như em luôn. Đây tổng bill đó là 9.500 bạn, khối 500 đồng. Nó sẽ có là TH Tour Water, khoai lang, gờ giật. Có 340 đồng hả? Đây là củ sắn hả? Đúng rồi. Con củ này củ gì? Củ sắn luôn anh. 136 đồng. Đúng rồi. Này có cần phải bằng tiền em không? Chứ mà em món từng ly từng tí luôn á. Vậy hả? Tao đi cắm trại ngoài đồng nè. Bước gần cái có khoai môn, bước cái có dừa, bước cái có mía mà món. Ok. Nói chung là rất là sáng tạo bạn. Tiếp theo là bé Đại mấy sao em? 4 sao. 2 triệu để cắm trại nha bạn. Đại nó mua 502.000 nha bạn. Là còn 1.500.000 là dùng để lều. Cái tấm tăng đó là tấm tăng 1.1 với lại cái bùng liều bùng 1.500.000 nữa. Rồi bạc rồi các kiểu nữa ha. Rồi ok, Đại đủ nha các bạn. Kết quả là Đại sẽ có liều mùng, tấm tăng. Ngoài đồng thì chơi rau thơm nè, xà lách nè. Đó này giáp cá hả? Dạ đúng rồi. Dĩ nướng, đũa, dĩa, táo, bắp, khoai lang, hủ chanh, bấm niêm, nước cam, bi lô, nước ngọt, bánh tráng, gì vậy trời, chocola, với lại kẹo là của em hả? Mình nói của người khác đúng không? Mình nói của người khác. Rồi tiếp theo là phía bên đây là ranh giới là của bé Hương. Hương 5 sao, 3 triệu. 3 triệu hả? 3 triệu. Rồi 3 triệu thì Hương mua là có 882.000 tiền đồ ăn thôi bạn. Còn khoảng 2.2 triệu thì Hương làm cái gì? Sắm cái liều tiểu mấy anh? 1.1 triệu. Sắm liều tiểu mốt. Còn dư nhiêu thì không xài, tiết kiệm cho anh Lâm đúng không? Đúng rồi. Mình biết tiền anh mình chứ. Đúng rồi. Kết quả là Hương được cái liều cà rốt, muỗng, nho, sam giang X1, mì khô gà ca gì nè bạn, khô bò bột nắng, nước gạo lên men vị nho, dĩa, nãy gì vậy? Sốt ốp thịt nướng. Wow. Kiểu Nhật. Cơm rượu, còn nãy gì? Hạch, xoài. Có bí xoài đâu luôn kìa, đồ Nhật luôn, quá đờ. 5 sao mà. Là vì em, nước nho. Nước nho đỏ. Gà hảo dược không kháng sinh, 3F herbal. Hương vô đây thôi hả? Ăn ngon là được rồi. Ok, tối nay ăn gà hả? Ừ. Tối nay phải qua chơi với Hương rồi. Rồi, nay bé ăn được mấy sao em? Dạ, hôm nay tình cờ may mắn em vào được 6 sao, có 10 triệu nữa đi cắm trại ngoài đồng. Và đây là cái bill của em. Này lên Hương dữ ta. Trời, liên này, tục luôn á. Giờ này thấy mình đẹp trai hẳn nha. Có 10 triệu để cắm trại thì ăn nó mua là 2.2 triệu tiền bill siêu thị các bạn. Bill trái cây. Rồi cái liều 2 triệu. Liều 2 triệu là 4 triệu. Còn khoảng 6 triệu thì có một cái hùng hải sản. Cái hùng hải sản nha các bạn. Mà hùng hải sản thì chút đó review sao nha. Dở ra là nó bay hết, nó chạy hết các bạn. Ngoài đồng mà nó nhảy nhanh lắm. Nên đầu tiên là mình sẽ review đồ siêu thị trước nha. Thì sẽ có là nước suối nè, mặn, xúc xích, cá chỉ trái tỏi, khô bò, nho khô, bắp, xúc xích, dưa lưới vàng,
bưởi, dưa lưới ngoài kim, chuối, xoài, cà tím, dưa hấu, dưa hấu dài, dưa hấu hồng hạt. Trời ơi, bực xéo nội ơi. Nước cam, dưa lưới xanh, ổi, một đống nước ngọt, khoai lang, bưởi da vàng, tô muỗng nĩa, khô gà, phô mai, nước chấm, giấy bạc, phô mai kéo sợi hả? Dạ. Nước ngọt, cháo, muối hảo hảo, rong biển. Hết rồi anh. Với cái tấm bạc này nữa. Oh my god, này nó mua nhiều cực kỳ luôn, nguyên một cái đám trái cây này luôn. Ở nhiều đâu mà nhiều, ít xỉa đi rồi. À, dạng như là cây nhà lá vườn đúng không? Dạ đúng rồi, giá đông là mình phải ăn trái cây cho nó mát. Miệt vườn nha các bạn. Do là cái bờ ruộng này nó hạn chế các bạn nên mình chứ Toàn là phải nằm phía bên đây nha các bạn. Toàn 2 sao có 500k đây cắm trại. Kết quả là Toàn mua 146.300 đồng tiền đồ ăn siêu thị. 350 thì mua giỏng với lại bạc là khoảng cũng 300 mấy các bạn. Hợp lý luôn nha. Làng Toàn là tối nay nó cũng giỏng, có tấm bạc che. Đồ ăn thì sẽ ăn xúc xích nè, nước suối nè, nước gạo, nước dừa, sữa, ngũ cốc con gà. Wow, wow, cà tím Mỹ. Ok, cuối cùng là mình 3 sao có 1 triệu đó các trại bạn. Hôm nay xuống cấp quá. Nhưng mà ở ngoài đồng thì phải vậy mới vui nha các bạn. Kết quả là mình mua là 429.000 tiền đồ ăn siêu thị nha các bạn. 429.000 tiền đồ ăn siêu thị và cái liều một lớp 379.000 nữa là khoảng 800-900.000 thôi các bạn. Vậy là quá đủ rồi nha. Thì mình sẽ có là liều một lớp nè, đậu hũ nè, rau muống bào, trứng gà, bún riêu, hai hũ bún riêu, sườn, đũa, muỗng, bún, dao, nước, một đống dừa, cà chua, chả, mì sa tế và mắm tôm. À quên, mình còn cái nồi 99k đó nha các bạn. Mém chút là mình phải làm cái nồi bằng sình để mình nấu rồi. Tối nay mình sẽ biểu diễn nấu một nồi bún riêu nha các bạn. Ra đồng là phải ăn mấy cái món như vậy nó mới dân dã. Ok, bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu dựng trại nha các bạn. Đợi chiều thì bắt đầu cái hoạt động. Bây giờ là trước mắt là dựng trại cái đã, có công trời mưa một cái là xong phim luôn các bạn. Dựng trại thì 2, 3, 4, 5, 6 sao đều có liều các bạn. Chỉ có thằng không sao với 1 sao là nó làm liều sinh tồn thôi. Nên mình sẽ quay hàng đó thôi nha các bạn. Rồi, đầu tiên là mình là Dĩ không sao chuyên gia sinh tồn. Và hôm nay mình sẽ làm cái liều hình chữ nhật nha các bạn. Mình sẽ cắm hai cây giống gì, để cây vào lên, cột lại. Mình sẽ đi kiếm một mớ lá chuối nữa, làm cái mái nhà với cái sàn. Rồi xong cái liều sinh tồn nha. Ở đây quá nhiều đồ để chuyên gia sinh tồn này làm liều rồi. Let's go. Còn mình thì cũng sẽ làm một cái liều hình vuông nha. Mình phải bắt chước chuyên gia sinh tồn rồi mọi người. Mình không có nhiều kinh nghiệm, nhưng mà kinh nghiệm mình sẽ nhiều hơn chuyên gia. Rồi sau rồi mình cũng đã dựng xong cái khung xương nhà chòi khá là chắc chắn này luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi cắt lá chuối để lợp lên. Mấy cái lá chuối ở đây nó hơi nhỏ với gắt nét quá các bạn. Nên mình quyết định lại đằng kia có một bụi chuối khá là bự luôn. Nhưng mà mình thấy có ông chủ ruộng ông ở đó. Nhưng với khả năng của mình phải lấy lá chuối về để lợp lên cái nhà chầu của mình. Ok, let's go. Rồi sau một hồi mình có bắt tới cái vườn chuối này nha các bạn. Mấy cây lá chuối này cũng khá là bự á. Mình có mượn được con dao của anh Năng để cắt lá chuối nha các bạn. Mấy cây lá chuối này xé cũng khó à. A few moments later. Rồi sau một hồi mình đi chặt lá chuối các bạn. Đây. Bây giờ mình với hàng Tú khát nước quá các bạn. Nên mình mượn đỡ hai trái dừa này nha. Có người tới kìa, có người tới kìa. Mình với Tú đã mang dừa với lá chuối rồi nha các bạn. Tủi gì bắt được tụi mình. Tủi gì bắt được tụi mình. Rồi sau một hồi thì mình cũng đã hoàn thành cái liều sinh tồn mình nha các bạn. Đây. Khá mát mẻ luôn. Và bây giờ cũng đã chiều mát nha các bạn. Mình với thằng Tú sẽ một chuyến đi săn bắt hái lượm. Mình sẽ lấy cái bịch nãy đựng mấy cái khoai lang nữa các bạn. Và đi thôi. Rồi đầu tiên mình với Tú sẽ xuống sông trước nha các bạn. Xuống quậy nét sông luôn. Bắt hết. Đây ốc đây, ốc đây. Ốc này ốc gì em? Đây gọi là ốc bu gì? Ốc bu đen. Dừa luôn em. Đúng rồi. Ngon, quá trời luôn, ngon. Này chấm bá luôn nè. Đâu? Ngon. Đâu 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 đâu. Tờ nó đặt cái đó nó diễn á, nó để xuống dở lụm á. Đậu. Đâu. Rồi. Kìa, cái cánh cây quá trời luôn kìa. Tấn miếng coi, thử coi.
Thằng Tú làm gì đó hả? Đúng nữa à. Tắm anh. Độc. Nước ít có đục lắm. Có những cây đèn đèn đó đó. Đây đây đây. Thấy không? Đó. Đó nó gót rồi. Gót rồi. Oh my god, lén luôn các bạn ơi. Nó là vỏ hả? Có con sống có con chết dùm lum luôn kìa. Con mừng cho má, nó nằm đó chứ phải vỏ đâu phải không? Mình thấy cameraman nó có đem theo cái lưới bán nữa các bạn ơi. Chắc nhờ chỉ văn chơi thử coi có dính gì không, cái này là chơi thử thôi nha các bạn. Thử xem là sông của mình lâu lắm rồi không có bắt cá, coi có cá không. Rồi ok, là cái này là cái lưới của cameraman đem theo nha các bạn, đem cần câu, đem lưới, đồ theo nhiều lắm. Để thử xem là sông ở chỗ mình là nay còn cá hay không. Do chỗ mình là cái tình trạng mà xịt cá là nhiều lắm các bạn. Hồi đó ba mình cũng làm nghề xịt cá mà. Nay ổng về vườn rồi không làm nữa. Tu rồi các bạn. Ba thằng Tú cũng xịt cá, ba thằng Dĩ cũng xịt cá. Nói chung là dân của mình ở đây á là hồi xưa cách đây khoảng mười mấy năm trước là làm nghề xịt cá không các bạn. Nay là ngoan lương hết rồi, không ai xịt cá nữa hết á. Nên có hỏi là bây giờ là cá là nhiều lắm nha các bạn. Thử coi là kéo qua cái bụi cá mú nè. Đúng rồi, xéo bụi cá mú này. Cá nó phải bơi mấy cái bụi cá mú lắm. Rồi sau khi mình văng xong cái lưới thì mình cũng ra bắt vô đây ốc nha các bạn. Đây. Con mấy còn khá là bự luôn. Ghê vậy. Mò mò vậy nè anh. Nhiều lắm. Giờ đi đâu nữa, qua ruộng hả? Giờ em sẽ đi qua ruộng quậy tiếp. Giỏi. Chơn không chảo. Lâu quá không lội sình, lâu quá không lội sình. Nè chỗ này nè. Sáng nữa là nghỉ ăn luôn rồi. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Đó nè, đưa cái đu đi kìa. Đó. Đâu? Trời ơi, bắt được cá sặc các bạn. Tao hứ, sinh tồn mà. Cá bự dữ. Cá sặc, cá sặc, cá sặc. Con rắn chuồng heo các bạn ơi. Dấu hỏi phát hiện rồi đó các. Gà nhập viện luôn. Thôi được rồi, về em ơi. Cái gà cái gì? Đó. Đó gắn gì mà bói hả? Ơi gắn này coi chừng cắn nha. Gắn gì vậy? Chụp đu. Khùng ha, đuổi kìa. Ê con gắn gì mà sâu màu nhiều dữ vậy? Chừng bò kìa đó bà. Đâu rồi? Chạy kìa. Con gắn gì á, lạ quá. Rồi. Rồi, tình hình là mình lấy hai bạn trẻ, một sao chứ không sao các bạn. Bắt cá đi săn bắt khá là dữ luôn rồi đó. Nên mình cũng quyết định đi săn bắt heo nha các bạn. Tuy 4 sao nhưng mà săn bắt rất là vui nha. Trời ơi, con cá. Really nigga. Con cá bự quá. Con cá còn sống. Còn sống mà. Còn sống. Bự quá. Rồi mình tạm thời để con cá đây nha các bạn. Trời ơi, đằng kia mình thấy một con nữa các bạn ơi. Trời ơi. Con này dữ quá. Khủng long. Con cá còn sống. Trời ơi, hai con cá lóc ngoài chợ nha các bạn, 200.000. Rồi bây giờ mình sẽ để hai con cá lóc khổng lồ ở trong cái thùng nha các bạn. Tiếp tục đi săn thôi. Ở đây mình thấy có chỗ này khá là đẹp nè. Đi. Oh my god. Trời ơi. Con gì đây? Con lương. Quýt đơ. 4 con. Oh my god. Bỏ vô xô. Thì có xô đây mấy bạn ơi. Thôi ơi, cái này giống như diễn nha, nhưng mà không phải diễn nha. Mình sẽ bỏ 4 con lươn này vô hùng nha các bạn. 4 con lươn 400.000. Rồi sau khi cắt 4 con lươn vô thì mình sẽ tiếp tục xuống cái ruộng này các bạn. Coi có, mình chắc chắn là sẽ có ếch nha. Đi rồi. Trời ơi, ếch nhảy. Ếch nhảy. Con kia. Trời ơi, ếch nhảy, ếch bay. Đó, mình bắt được 2 con các bạn. Bên kia ăn cắp được 2 con. Ơi, làm gì vậy? Ếch của ai mà lấy hả? Ơi. Ê, bạn ơi. Bạn ơi. Đâu có gì đâu. À, mình thấy rồi bạn ơi. Bắt dập á. Rồi, cảm ơn bạn nha. 3 con. Ủa, thấy 4 con luôn hả? Còn con đâu? Rồi mình vừa bắt xong 4 con ếch nha các bạn. 100.000. Có sự hỗ trợ của 2 anh em 1 sao không sao. Ê bạn. Ê. Đây lên. Bạn cái cổ của mình bạn ơi. Ê. Ếch gì đồ dữ hả? Ếch rồi. Ếch ruộng được quá. Chốt bữa đi săn hôm nay 4 con ếch, 4 con lươn và 2 con cá lóc.
mệt quá. Tình hình là hồi nãy mình thấy bọn nhóc nó biểu diễn bắt được quá trời hải sản dưới ruộng luôn các bạn, nên mình cũng muốn biểu diễn kỹ năng luôn. Mình sáu sao mà sao hôi tụi nó được. Ok, mình á thì mình không có giấu các bạn đâu, mình là có kinh nghiệm 30 năm bắt cua mò cua rồi các bạn à. Dưới ruộng này là mình sống khoảng 70 năm á. Ơ ở đây mình hát hiện ra con gì nè. Ô một con cua đây, và để mình lấy ra cho các bạn xem. Wow, con cua này trời ơi, nó tự cột bản thân nó luôn cho mình bắt nè. Wow, tuyệt vời. Hình như mình thấy còn một con trong đây nữa. Trời ơi, con gì vậy? Một con quái vật. Oh, con cua đồng tổ trẻ luôn các bạn, có cả cái mạc đó nè. Ô oh, chúng mạnh rồi, để mình đem lên. Không biết còn con gì nữa không ta? À, mình nghĩ là cái hang, cái cống Doraemon này hết rồi các bạn. Ôi! Ôi! Có thêm một con tôm hùm nữa nè. Ôi nó đang đá chứ, đồng nheo mình luôn à. Ồ, chúng mảnh rồi các bạn ơi. Đấy, đấy là ta gọi là kỹ năng. Kỹ năng 100 năm đi ruộng của mình mà một cua bắt ốc là phải như thế. Rồi mình nghĩ là chắc ở đây hết rồi các bạn. Giờ mình sẽ lấy cái này đem về mình nướng ăn. Mình thì nhìn thấy mọi người đi săn bắt và đi ruộng thì khá là vui các bạn. Nhưng mà mình cũng muốn đóng góp một phần, đó chính là mình ngồi ở đây mình ăn trái cây và uống nước táo nha các bạn. Sáu sao phải trải nghiệm, hưởng thức. Hồi nãy mình săn bắt đủ rồi các bạn. Buổi tối của mình thì cũng đã ấm no rồi, cần gì phải đi nữa. Ăn thôi. Còn mình mấy bạn, mình hương 5 sao à. Nãy giờ mình thấy là không sao, 1 sao, 4 sao, gì 6 sao gì đồ bắt khá là cực khổ mấy bạn. Còn mình 5 sao không cần bắt gì hết á. Hưởng thức trái cây, ngồi nghỉ mát. Thôi nó bự kìa. Đây là nho chi lê nha các bạn. Nho đỏ chi lê. Ôi nó giòn rồi. Dù số sao cao mà không hưởng thức mà hơi phí. Lại vậy em. Trời ơi, nước táo này nó 100% nguyên chất táo thiệt kìa. Uống dở dã man. 10 điểm. 10 điểm. Rồi cái đám tụi mình vừa mới chạy về giặt hai quần áo các bạn ơi. Tại nãy mấy con cua nó dọc dơ quá, cá lóc gì mà nó quýnh văng lên người mà tụi mình quay phim là cũng bị dính nữa. Và bây giờ là tụi mình sẽ làm một chuyến đi review xem là cái ruộng gần nhà mình là có những cái loại cây gì nha các bạn. Như sau lưng Kaurama là chúng ta sẽ thấy là cây này, chú mới vừa nói là cây này cây khoai từ nha các bạn. Cái lá nó nhìn khá là lạ nè, giống khoai mỡ nhưng mà nó nhỏ hơn. Khoai từ nha. Còn cây này là cây cao dờ nha các bạn. Còn con này là con cào cào khổng lồ. Lạ không nội ơi. Đây là cây cà pháo các bạn. Cà pháo. Cái trái màu vàng hình như là nó già, chú đang trọng này để lấy giống các bạn. Còn trái màu trắng mới ăn được nha. Rồi ở đây thì chúng ta thấy có một bụi môn. Môn này là cái chấm ngay giữa mà màu tím các bạn là môn ngọt nha. Còn cái chấm màu trắng, màu xanh đó là môn ngứa. Môn này là ăn rất là được, ăn được cái lá đó luôn, ăn được cái cọng luôn, ăn được cái củ luôn các bạn. Rồi tiếp theo là tụi mình sẽ review cái đống rơ các bạn. Theo cái kinh nghiệm 30 năm ở trong những cái cánh đồng này thì mình nghĩ là trong đây có thể là có đống rơm các bạn. Đống rơm là phải có đống rơm đúng không? Hồi đó hồi xưa lúc còn nhỏ mình dạch ra từng thấy con rắn luôn các bạn. Đây sau một hồi dạch giả thì mình đã tìm được cây đống rơm. Hiếm hoi các bạn. Lúa mà thường vừa mới cắt mới có, lúa này lâu lắm rồi. Đây nấm này xưa là mình chiên ra lụm nó về mình nấu cháo các bạn. Cháo đống rơm. Ăn bao ngon luôn nha. Dài dai sực sực. Không biết còn không nữa. Đây đây đây, đây còn nè. Ủa, mới chập chúng gì vậy? Đây 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 đây. Nấm rơm nha bạn, nấm rơm. Này lụm cho mấy em không sao ăn đó. Cái lúa này là nó lâu rồi các bạn, nên nấm rơm nó ít lắm. Lúa mới cắt thì chắc đóng thì nó mới nhiều, nên được hái được hai cái à. Bây giờ mình sẽ qua bên kia xem có gì nữa hay không nha. Thật là xui, mùa lúa là chưa chín các bạn ơi. Xanh lè. Rồi sau khi đi một hồi tụi mình phát hiện được một cái đám rượu mà người ta cắt á, mà người ta bỏ ngoan các bạn. Nó còn sót lại mớ lúa. Đây lúa chín luôn rồi. Nhưng mà nó dạng như là không có xịt thuốc, không có cái gì hết á, nên nó khá là nhiều hạt lép luôn các bạn. Quá trời hạt lép luôn. Toàn là hạt lép không à. Đám rượu bỏ ngoan. Phía đây có cà mía nữa nha. Có mía, có bưởi nữa các bạn ơi, có cả măng cụt nữa. Cái này mà leo vô cái chắc còn là cái giò không quá. Ok, thì phát hiện một cái ruộng mà đầy ốc luôn các bạn. Đây, ốc bu đen, ốc bu vàng gì đâu đầy luôn các bạn. Mà nó không có lớn, ở dưới sông nó mới lớn. Chứ tình ruộng thì người ta hay thả cái hút mà diệt ốc các bạn. Nên mấy con này nó mới nở ra hay gì nhỏ xíu à. Đây trứng đó nãy các bạn. Trứng ốc bu vàng là nó màu đỏ như vậy các bạn. Bóp cái đỏ lòm luôn á, ghê lắm. Rồi tụi mình phát hiện được thêm một lùm khoai lang nha các bạn. Đây cái đọt này mà giờ mà luộc lên chấp nước tương.
hết bài luôn, đọt lan. Mình sẽ xem có cũ không nha. À, chưa có cũ các bạn ơi, cái dây nó phải dài đó mới có cũ, này nó mới vừa dục rồi, không có cũ. Ôi trời ơi! Vậy 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 vậy. Vậy anh, vậy anh. Wow. Hết hồ tưởng con gì. Rồi trời tối rồi các bạn ơi. Phải nói là ở ngoài đồng mũi trùm luôn các bạn ơi. Mũi quá trời quá đất luôn, toàn mũi. Và đặc biệt là bị gì, nó không có gió luôn, nó nóng nực cực kỳ luôn. À, và tụi mình lại quay quần bên cái đống gạch lửa trại các bạn. Do phiên bản ngoài đồng mà phải chơi gạch như vậy nó mới thú vị. Và vậy một sao trước em. Đúng rồi anh, em một sao. Trời nó bắt kìa ông đội, bắt cái gì à? Ốc anh. Má ơi, ốc mà bắt là nguyên xô, ăn chắc hội hực ốc luôn quá. Không sao. Tán miệng là củ sắn em bé ăn khoai lang nướng hả? Đúng rồi anh. Ốc này em sẽ đem đi nướng. Thôi ông nội, ốc mà nó không có ngâm chanh, ngâm ớt gì hết, ăn liền vậy chắc thú vị rồi nha. Xin không à. Rồi, quýu luôn rồi. Khoai lang nướng. Khoai lang của dĩ, nướng tinh dĩ của đại. Rồi, tiếp theo là để tránh mất thời gian rồi tụi mình. Nhanh luôn nha các bạn, mình thấy là trời nó sấm chớp rồi. Ngoài đồng mà mưa là mưa lớn đó các bạn. Không có cây nào che, mưa lớn lắm. Nên tụi mình nhanh luôn nha. Rồi Tú, một sao, ăn gì Tú? Ăn lẩu nè anh. Ăn chén... lẩu hay tôm hả? Đúng rồi. Thêm cái trứng gà. Ăn chén miệng cốc. Lại kêu nấu mì bằng lon nước nữa đúng không? Không anh, nay em ăn nhanh. Em uống nước ngọt, em ăn mì sống. Ủa mày gọt phát cách nha bạn chứ. Ăn mà mì nấu bằng lon nước ngọt là nó quá là bình thường đúng không? Đúng rồi anh. Đó, quá. Với muối vô nè. Gãi lên nè, đó. Ờ, không giòn đâu. Rồi. Chắc chắn là không giòn đâu em. Trứng gà thường thường ta ăn cái mì chín luôn à. Chỉ có mình ăn cái mì sống thôi. Có đứa sâu hết kìa. Oh my god. Rồi, tiếp theo là bé Toàn ăn gì em? À, tối nay thì mình sang xúc xích nướng. Toàn mấy sao ạ? À? 2 sao anh. Dạ, sao? Uống sữa gạo. Ở ngoài đồng là phải uống sữa gạo. Ồ, xúc xích nướng mà cây tre luôn tờ. Đúng rồi, văn giả luôn nha các bạn. Rồi, cho bạn nông dân. Rồi, uống thử sữa gạo của em. Có cảm nhận được những hạt gạo của bác nông dân không? Sau khi uống sữa gạo mình cảm giác như mình đang nằm ở giữa đống lúa nha bạn. Cảm giác mát mẻ, thơm mùi luôn. Làm tao luôn ngứa nó quá trà luôn, ngứa lắm đó nha. Giờ em đã nghe nóng rồi mà nó là mát mẻ nữa, hay thiệt. Rồi, tình hình là mình thấy là xúc xích của Toàn chín rồi nè. Xúc xích chín. Trời ơi, tao nở ra luôn các bạn, nhìn nè. Ôi mày co, xúc xích nở thường lừ luôn các bạn, lột da luôn rồi Toàn. Nóng quá lột da luôn. Trời ơi, con này có vừa dài, vừa to, mà vừa nóng nữa. Còn bốc khói nữa. sao ôi trời ơi, mày đậu ăn xúc xích rồi thôi rồi luôn rồi. Trời ơi, đúng xúc xích mình đúng nghe giòn ghê luôn. Rồi con ốc này nó bị gì? Nó bị gì mà nó phụt một phát nó bay ra tới ngoài đây luôn đó các bạn. Để văng ra tới ngoài đây luôn nè, nó bay lửa gì á. Dễ ăn không em? Nè cho nó đũa nè. Thanh kiều. Ốc này chín nha các bạn. Ê con này chín banh luôn nè. Ok. Rồi giờ ngắt cái phần sình nó ra nha. Biết à. Phải ngắt chứ. Nó chín rồi đó, con nó chín rồi đó. À này chín đấy nè. Ồ nãy giờ nó la dữ. Rồi ui. Rồi giữ mấy con coi. Đâm nó lấy ra. Đó. Quăng thằng đít luôn thấy không? Đó, hay mà. Vút vút cái đầu nó coi. Cho nó phơi rồi mới ăn được em. Đó, vút hết sình ra. Lên tay vút trước. Đó. Rồi. Wow. Đây đây đây. Nhà hàng 5 sao à. Wow. Review chân thật nha, hồi sình này không đồ ha. Đâu em thấy nó ngắm được phải vậy dầm. Vậy hả? À, nhai rồi nó giật sực 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 hả? Ngon quá hả? Ngon hả? Đúng rồi. Ờ. Trong buổi tiệc rồi lá luôn kìa. Đúng. Áo tăng động luôn. Ngon quá bạn. Như tăng động vậy. Hồi hộp. Ăn đổ hôi luôn kìa. Nóng quá. Ok. Tiếp theo là mình nha bạn. À đây là cái xô cá của cameraman nó câu các bạn. Được 2 con khoảng 2 ngón tay nha. Một con cá trê với lại một con cá lóc con. Nói chung là tài nguyên ở mấy đồng ruộng ngoài sông suối rồi nó khá là nhiều các bạn ơi.
như cái lưới bán là chiều dễ dàng là mình thấy là dính cá láng ở dưới luôn các bạn, nó động đậy liên tục luôn. Chút nữa là thả vị xuống coi thử coi có bao nhiêu con cá nha các bạn. Nói chung là tài nguyên ngoài đồng thì khá là nhiều nè. Nước hát nước là có dừa nè, rồi ăn thì có ốc nè, rồi có cá nè, có rau muống nè, có rau mướp nè, có khoai môn nè, có đọt lan. Nói chung là tài nguyên là rất là nhiều các bạn. Đó lý do là mình không có làm sinh tồn ngoài đồng các bạn, tại vì vừa ra cái thấy đồ ăn liền rồi làm sinh tồn thì nó khá là dễ các bạn ơi. Ok, tiếp theo là mình sẽ biểu diễn cái món đồng quê nha, đó chính là món riêu cua. Đầu tiên thì mình sẽ đặt cái nồi 99k lên trên bếp. Tiếp theo là mình sẽ chế miếng nước vô cho nó đỡ cháy nồi các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ bỏ sườn vào luộc trước nha các bạn. Rồi sau khi sườn đã chín rồi thì mình sẽ biểu diễn là món bún riêu ăn liền nha các bạn. Cái này chỉ cần bỏ vào lò vi sóng hâm lên và ăn thôi. Còn mình thì chơi nồi luôn nha. Oh my god. Đống đá luôn rồi. Ủa bún riêu mà cái sợi nó bự vậy á hả? Đây. Oh my god. Rồi, mình cứ chờ nó tan ra mà chơi thôi nha các bạn. Rồi, tiếp theo là mình sẽ cho cà chua vô nha các bạn. Bún riêu cua phải cho cà chua vào. Oh my god. Wow, mình không có chơi được các bạn. Rồi. Tiếp theo là chả bún riêu nha. Sao quy quy tắc 30 vậy? À mới phần đích là Tú ăn bằng đầu là Tú. Thử chưa coi. Không sao chứ anh. Rồi không sao, thử coi coi có động không em. Mới dính đắt phần đích à, ngon lắm em. Nó mở gạch à. Em bẻ thử rồi. Thôi được rồi các bạn ơi. Bị cô bán hàng chơi rồi. Rồi tiếp theo là tàu hũ nha. Rồi chín rồi các bạn ơi, cái nồi bún riêu cua tự chế của mình nha. Rồi chúng ta sẽ có rau muống sẵn luôn, mình mua rau muống làm gì tốn tiền, cái gì hỏi mua. Rồi tàu hũ của mình nè, có tàu hũ của nó nè. Rồi tàu hũ của mình nè, cà chua của mình nè, lấy bánh canh ăn coi. Rồi có cái chả gì nè, chả hình như là chả ốc. Có cả riêu cua nè các bạn, riêu cua nè. Rồi xương nè, xương này của mình nha, nó không có xương nữa các bạn ơi. Ok, ngồi ngoài đồng ăn tô bún riêu cua đồng, phải nói là nó rất là đông đúng không bạn, đông quê luôn. Ăn cục riêu cua nha, riêu cua đồng nha. Trời ơi, oh my god, ấy da da cua kẹp đó, trời ơi. Còn nó hôm mùa đồng nữa, vừa hôm lúa mà vừa bị cua kẹp đó các bạn. Tiếp theo là ăn cục xương heo nha. Cảm giác như đang ở nông trại heo quá à. Cái mùi xịt nó hon hỏn. Đùa thôi. Đùa thôi. Review cái cục chả ốc gì nè các bạn. Có mùi vị không? Cái chả cá gì đó. Đậu hũ. Oh my god. Ăn bún riêu hoặc bún tôm. Khác gì ăn ổi mà không chấm muối. Đây, bỏ mắm tôm vô nha các bạn. Trời ơi, nó mặn kìa. Để nắp lại anh. Để em cầm lên em đưa cho anh. Tú cứ chảy nước miếng quá trời quá đất luôn các bạn. Để anh ghé quay xong cảnh này cái anh tắt video anh ăn hết cái nồi cái đã. Trời ơi, tôm bơi kìa. Được rồi. Mắm tôm vô là nghe mùi tôm liền các bạn. Được không? Rồi tiếp theo là mình sẽ review dừa, sọ dừa các bạn, dừa siêu thị nha. Chứ mình không có cái gan mà giá bằng cấp dừa của mấy chú đâu các bạn. Nice, net. Net, net. Sao ngủ luôn em, net rồi. Tiếp theo là mình. Tối nay mình sẽ ăn cá lóc đồng nướng. Ủa? Cá lóc đâu? Tay lại ra bị đồng bắt em ơi. Rồi vậy chờ mình một xíu nha các bạn. Rồi mình sẽ biểu diễn món cá lóc nướng rơm nha mấy bạn. Vô đây. Ta chọn con này nè, nhìn nó đang động nè các bạn. Đó, bắt nó lên liền. Đó. Sau đó bỏ nó vô đống rơm. Đắp lại. Và wow wow.
Ok, bây giờ mình sẽ chờ cho con cá nó chín nha bạn. Trời ơi, lửa nóng quá. Mình thấy rơm hơi ít đó bạn. Mình sẽ tìm thêm rơm nha. Rồi, cá lóc nướng rơm của mình cũng đã chín rồi nha bạn. Tẩy ra luôn. Trời ơi, nó chôn vùi vô cái đống rồi. Đâu nóng đâu. Rồi. What the. Thấy con lên luôn. Wow, trời ơi. Nó muốn gục luôn hả bạn ơi. Nóng quá. Mình không biểu diễn đâu mấy nhóc, không biểu diễn được gì. Sao nó rụt hết rồi? Chính quá anh ơi. À, nó rã kìa. Hơi khó biểu diễn các bạn ơi. Giờ mưa gió đồ bão bùng rồi. Mùa này mùa mưa mà. Đó mình cứ banh cái lớp da dày của nó ra. Ok, mình sẽ biểu diễn món cá lóc nướng rơm cuốn bánh chén và chấm mắm nêm nha các bạn. Rồi mình sẽ gót mắm nêm ra trước. Cái này đúng ở đồng quê luôn đó các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ lấy bánh chén ra khỏi nhúng nước luôn các bạn, từ mưa nhiễu rồi nhúng nước gì nữa. Cho một cái xà lách lên, rau quế, diếp cá, thịt cá lóc đồng khổng lồ. Lóc đồng mà khổng lồ ơi. Rồi nhìn sẽ thịt đã kìa. Bây giờ lúc đó có xương á, mấy phía trên á, cái đó đó, cái không xương quá trời. Rồi cuốn lại. Wow. Trời ơi. Nhức cái nách. Nhưng mà hiếu rồi bạn ơi. Hiếu một xị rượu. Trời món đi mặn quá. Uống ngay một chai nước cam khổng lồ. Muốn ăn thử miếng thịt coi ngon em. Ăn thịt thông luôn. Ăn không luôn coi. Không chấm luôn nha các bạn. Cảm nhận được độ ngọt. Độ ngọt. Nó ngọt mà nó béo sao á. Nó rụt không? Không, không. Ngon à? Ngon. Cá này nuôi trong hầm á em. Nên béo đúng rồi. Cá lóc đồng mà anh. Trời. Tối nay mình thì vào sáu sao và mình sẽ ăn hải sản nha bạn. Buổi chiều mình bắt ngoài đồng. Đây là đống hải sản của mình. Bắt được ngoài đồng. Nhưng mà nó có mấy cái cục đá mua ngoài tiệm nha. Và mấy con hải sản này thì mình sẽ hướng về nướng giấy bạc. Chỉ có con kinh ráp này nè là mình sẽ nướng chui nha. Rồi để mình dục lên đây luôn. Còn tôm thì mình sẽ cuốn giấy bạc để mình dục bên dưới á các bạn. Các bạn thấy mình hay không? Mình biết hôm nay mình ra đồng nè, mình bắt được mấy con này để mình mua giấy bạc luôn. Cuốn nó lại. Nhắc cái dĩ lên. Và dục con tôm xuống dưới. Tiếp theo là tới con cua. Giờ thì mình sẽ cắt dây ra. Sau đó mình cũng cuốn giấy bạc lại các bạn. Rồi, còn bây giờ thì sẽ chờ đống hải sản nó chín rồi mình lấy ra ăn nha các bạn. Chân cua đồng nó cũng đã chín rồi nè các bạn. Mình quyết định là cắt cái chân nướng trước và ăn trước trải nghiệm, cho là mình để hai con cua với con tôm á nó làm chiếm hết chỗ rồi các bạn, thành ra nướng cái chân thôi. Rồi sau đó mình sẽ nướng y một con cua sau, con cua đồng. Còn bây giờ thì mình sẽ lấy ra và mình để mình chạy cái tấm bạc đây, mình để ở đây. Ăn hải sản không phải có nước xanh mấy bạn. Mình sẽ cho một ít vào chén, một ít thôi nha các bạn. Ok, giờ mình sẽ cắt cái chân ra. Chân cua đồng này nó bị gì mà tiến hóa bự ghê lắm. Ồ, thịt nó kìa. Hấp dẫn á. Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Rồi mình sẽ được như thế này các bạn. Sau đó mình sẽ cho nước sốt vào. Ăn trên cái chân cua luôn. Cua đồng này nó lại ghê luôn á. Chân cua mà nó còn bự hơn cái mình cua nữa. Nó ngọt mọc nước à. Theo đánh giá của mình á, con cua đồng này á mà đem đi nướng nó sẽ ăn ngon hơn là đem đi luộc á. Nó chắc thịt. Tiếp theo là tới con tôm. Tôm hùm bông của mình nha các bạn. Nhìn nó đỏ kìa, đã ghê luôn á. Thời này ta mới gọi là trải nghiệm 6 sao nha.
đúng là nướng trong giấy bạc nó không bị cháy mà. Mà nó nóng quá à. Trong thời gian chờ con tôm hồng baby nó nguội xíu các bạn, thì mình sẽ lấy con cua ra luôn nha, kẹo nó cháy. Bây giờ nóng quá, nóng. Bên đây tới phần con cua. Wow, cua là chín gập luôn á nè. Nhìn nó hơi khô. Phần cua thì mình sẽ ăn kèn nha. Đúng chuẩn cua Cà Mau luôn, ngọt thịt. Đây là cái đồ bóp kèn cua của mình nè các bạn. Bây giờ thì mình sẽ bóp kèn nó và ăn. Hơi nóng quá. Ôi ôi, mình bóp hơi xấu quá. Bởi kèn rồi, chậm như nó sốt. Tính ra con cua này bắt ngoài đồng á, ăn ngọt thịt dám ăn quá. Bắt ngoài đồng nhưng mà được sản xuất ở ngoài tiệm. Rồi, cuối cùng là con tôm hùm baby, phiên bản nhỏ, được bắt ở ngoài ruộng. Rồi nó nguội rồi nè, thì mình bẻ được rồi nè. Đấy. Wow. Sau đó thì mình sẽ chấm với nước sốt. Ăn vào á thì mình cảm thấy nóng, ngọt. Cái loại này thì mình ăn hoài các bạn, hơi ngấy. Nhưng mà vào sáu sau thì bắt buộc phải ăn thôi, ngấy cách mấy cũng phải ăn nữa. Và tối nay thì mình sẽ uống nước. Nước uống có ga vị cam. Mình thấy loại này lạ nè, mình mua về mình uống sẵn mình review luôn. Uống giống vị cam hiểu các bạn, mà ga y như kiểu như dạng bị úp á, mà có nhiều nước cam hơn. Và chén miệng. Chén miệng thì mình sẽ ăn dưa hấu loại 1. Sao sao á, cực lắm. Cho thêm tí muối hảo hảo vào. Tuyệt vời. Nói chung á, thì mình vào sáu sau á, tối mình ăn mình cảm thấy như đây là nó hơi ít đó các bạn. Chắc do vẫn chưa quen được cái mùi sáu sau, nên mình muốn là lần sau mình vô nhiều hơn nữa. Còn bây giờ thì mình sẽ ăn hết đống đồ này, sau đó đi ngủ nha. Để coi nếu mà cảm thấy hơi đói bụng xíu thì mình sẽ cố gắng mình dậy mình ăn giặt thêm, nấu đồ ăn giặt. Rồi tiếp theo là mình nha bạn, Hương năm sau, người rồ VIP thứ hai của cái video lần này. Tối nay là hợp đơn mình như sau: cơm rượu nếp đó, đầu mình thấy có cái này, nước gạo linh mang vị nho xanh tuyệt vời, sốt ốp đồ nướng, nói chung là mình nướng gà, cà rốt, nho đỏ chi lơi. Rồi đây là cái gà nha các bạn, gà hảo dược. Bây giờ mình sẽ ra ruộng để dành bới sình để làm món gà đắp sình tứ danh. Ok, các bạn nhìn cái ruộng như thế này thấy không, chúng ta tém mấy nghe vơ vẩn kìa. Đó, nó như thế này á các bạn. Cái này là nếu mình đắp hông thì nó khá là dơ các bạn, nên mình phải đọc bọc một lớp lá chuối. Bây giờ mình sẽ đi bứt lá chuối luôn nha. Ok, bây giờ triển luôn nha các bạn. Trời bắt đầu nhiễu mưa rồi á, nghĩ là sẽ mưa lớn á. Bỏ cái gà này lên. Wow, tuyệt vời ông mặt trời. Sau đó bự quá. Gà này ghê luôn á, nó cuốn mấy bạn. Sau đó tém sình lên. Đó như thế này á, tận dụng tất cả sình. Rồi cuối cùng là mình cũng hoàn tất cái món gà ăn mài danh bát hương truyền của mình rồi nha các bạn. Nó cực quá trời quá đắt luôn á, nhưng mà được tới đây là cũng ổn à. Mình không biết luyện bao lâu nữa, chắc khoảng chừng 30 phút là ổn á, theo kinh nghiệm kiếp trước của mình là vậy, chứ chưa làm bao giờ. Trong lúc chờ Hương nó chín con gà thì tụi mình xuống khắp lưới các bạn, nước cạn queo luôn rồi. Rồi kim giáp cá sạc, rồi kim giáp siêu to khổng lồ. Con cá đó cá gì á? Đây là cá sạc này, có cá gô chập bá luôn nè. Ngon, để diễn em. Wow, cá gô anh này, cá gô giờ lớn rồi.
chứ anh, em sợ nó đau. Ây da. Rồi kết quả là được nhiêu đây các bạn ơi. Mà nó ngậm củ tỏi hết rồi, do nó bị thiếu oxy rồi á. Con gì vậy? Cá lóc á. Oh. Là được mấy con? Là được thêm cá lóc, cá chơi, mấy con cá rô, cá sặc anh. Là có con cá lóc nữa hả? Đúng rồi. Đâu bắt lên rồi? Đâu cá lóc bảo câu á. Với mà đi với một con cua nữa anh. Là kết quả là bắt được bầy cá rô chết, con cá hồng với lại con cua xong. Cá hồng là cá gì ta? Không biết nữa, nhìn lạ lắm anh. Đâu quay gần hơn cá đây, gì. Đây đây đây. Nhìn nói chuyện cá chép luôn mày. Chắc là cá mè hồng của em. Gì? Cá điêu hồng. Cá mè hồng. Rồi sau khi mọi người ăn uống hết thì đã 10 giờ rưỡi luôn các bạn. Bắt được heo. Đây. 22 giờ 29 phút. Ngày 10 tháng 6. Và tụi mình quyết định đi ngủ các bạn. Hương nó vẫn chưa ăn nữa. Nó đứng lâu dữ không biết nữa. Và mình sẽ quay review sơ cho ngủ từng người nha. Đầu tiên là bé Cú. Ủa đâu ra tóc bạc đây em? Em lẩm anh. Của mấy chú đồ hả? Đúng rồi. Ngủ vậy thôi hả? Đúng rồi anh. Quá tuyệt vời. Nhớ kìa mẹ để cửa tối. Chuyện ngủ không được thì chạy về nhà ngủ nha. Đồ thôi tụi mình không có chơi vậy đâu các bạn. Chơi là có chơi là phải có chịu. Ngủ ở đây ăn khui gì đâu, trải nghiệm một đêm mà mũi cắn đồ các kiểu. Và đặc biệt là tụi mình có nhan mũi bạn. Chúc nó đốt nhan mũi nha. Rồi tiếp theo là cô Dĩ. Nay được mấy sao em? Nay em thẳng được không sao luôn anh. Rồi Dĩ đó là một cái nhà bằng lá chuối. Người ăn cắp đâu được cái miếng lá dừa đó nè. Ủa không sợ ông Dí hả? Lì ông Dí hả? Không anh. Đợi em mà sao sợ được. Phía dưới thì nó lót lá chuối. Ngủ với kiến đồ. Giống cái kiểu mà nhà trò bán quán hồi xưa luôn các bạn. Lá chuối luôn nè. Bây giờ thầy bị im luôn anh. Đâu vậy ngủ hả? Đúng rồi. Hồi tối có chim bò về nhà không? Không anh. Có chơi có chịu đúng không? Đúng rồi. Nam tử hán đại trưởng phu. Rồi tiếp theo là bé Đại mấy sao em? 4 sao. 4 sao ngủ vừa chán chưa hả? Gì đây? Trời ơi ngoài đông anh phải văng giả. À gió đồ các kiểu đúng không? Chỉ cần cái mùng là đủ rồi đúng không? Chỉ thẳng cái mùng. Ồ hợp lý em mà mùng kiểu mùng lạ gì á. Một cánh bướm hả? À con này là của bé Hương mà bé Hương bây giờ nó đang đứng gà các bạn. Tiếp theo là bé An. Liều tử bôn. Sao hả? Làm gì quẹt dữ em? Trong đây nực quá anh ơi. Như lò vậy hả? Dạ. Ngoài đồng em tưởng nó mát lắm ấy chứ. Ngoài đồng cũng tùy khung giờ em. Khung giờ này nó hết gió rồi. Rồi. Rồi bé Hương thì vẫn đang đứng gà. Hello anh. Anh nghĩ là chắc phải một tiếng nữa Hương ơi. Không biết có vô lộn sao anh này năm sau mà sao khổ vậy, giờ chưa được ăn luôn á. Đây là cái món gà ăn mài danh bắc Hương truyền các bạn. Một là ăn mài, hai là con gà đang ăn mài. Rồi tiếp theo là bé Tần. Cũng giống hả Tần? Đúng rồi anh. Mấy sao em? Em 2 sao. 2 sao cũng giống ngon hơn thằng 4 sao nữa là sao? Vậy đó mà kỹ năng anh ơi. Ừ. Rồi cuối cùng là mình là cái liều siêu mỏng các bạn. Nhưng mà với cái thời tiết mà nóng được không có gió này thì liều này sẽ là một thiên đường các bạn. Mát. Ok nói chung là mình ngủ đấy bạn ơi. Chúc các bạn ngủ ngon nha. Nếu tối nay mưa bão hay là cái gì thì mình sẽ cập nhật sau nha các bạn. À, tình hình là cũng khoảng chừng 12 giờ khuya các bạn. Mọi người đó ngủ hơi bị sai luôn á. Còn mình thì mình luyện gà tới đây rồi các bạn. Mình thấy là nó cứ ngắt luôn á. Bây giờ á có 2 kịch bản các bạn. 2 kịch bản. Một là mình ăn gà ăn mài. Còn 2 là mình ăn mài. Ok, đèn thử luôn nha. Mấy dao. Dao này thì mình trộm của anh Lâm nha các bạn. Mình trộm dao của anh Lâm. Lâm ngủ rồi, không sao. Mình sẽ sắt gà ăn mài kìa. Wow. Mình sẽ dứt ra nha các bạn. Wow. Wow. Ờ nhìn là biết chín rồi đó. Ờ đây mình dẹp hết sình rồi nha các bạn, trắng nõn luôn. Bây giờ mình sẽ lóc ăn vàng nha. Review thử trước nha các bạn. Cái này gọi là sốt thịt nướng. Gà này thì cũng gọi là gà nướng rồi. Mình sẽ chế vào nha. Thôi ơi đã kìa. Gà vừa chín tới. Còn cái sốt này khá là ngon các bạn. Sốt này của Nhật Bản. Được á. Ok, ăn tiếp nha các bạn. Trời ơi, nó đã kìa. Mình nghĩ là không chín luôn á. Nhưng mà nguyên cái tổ hợp này rồi, hầu như là chín hết rồi mấy bạn. Nó chỉ một số nó hơi khác thôi. Nóng hỏi, vừa hỏi vừa ăn.
10 điểm. Nhìn review cái gọi là nước gạo linh mang vị nho xanh nha các bạn, vị của Hàn Quốc. Cái nước nho này thì nó y như cơm rượu các bạn, nó ngọt nồng nồng và đặc biệt là nó thơm nho các bạn, khá là ngon. À, mình ăn thử thêm miếng nha các bạn. Lần này là mình không chấm gì hết á, xem thử coi nó có vị như thế nào. Nó chỉ thơm chút xíu thôi chứ nó lạt nhách nè, y như gà luộc vậy á. À quên, còn nấm cà rốt này, nãy là mình cuốn sình con gà mình mệt quá nên mình quên cuốn gà rốt đó các bạn. Mình tính cuốn gà rốt với sình á, thôi ăn giống củ sắn vậy. Là nó ngọt, nó giòn y như củ sắn luôn á. Mình sẽ cố gắng ăn nhanh mà đi ngủ nha các bạn, bây giờ chắc cũng 12 giờ mấy gần 1 giờ rồi á, ăn trễ nữa là sáng luôn á. Rồi tại sáng nha các bạn, cái liều này tối ngủ lúc mà mới vừa ngủ thì nó nóng nóng chút, khoảng 2-3 giờ khuya gì đó thì bắt đầu nó hết nóng các bạn, rất là dễ ngủ luôn, bình thường không có lạnh mà không có nóng nữa các bạn. Nói chung là rất là ok luôn, ngủ chỗ nào lạnh thì cái liều này không ngon, nhưng mà ngủ chỗ bình thường thì cái liều rất ok nha các bạn. Có cái điểm trừ gì nhất là cái chỗ này của mình nó bị nó bắp mô lên đó các bạn, hơi mỏi lưng chút, không có hẳn. Ok, bây giờ mình sẽ ra coi mấy con cua có con nào ngủ được các bạn. Rồi đầu tiên là bé to ngủ trong cái mùng nha các bạn, mùng gì đâu mà gách lỗ vậy nè, thú vị quá. Hello, có được không? Nó cũng được anh, mà có cái lỗ hay bự anh, có mấy mũi vô chích nó che lại hả? Ủa chắc phải che che lại hai lạnh không? Không anh, ngủ đây cũng được anh, bình thường. Rồi tiếp theo là ăn liều tự bung. Sao em? Ngủ được em? Được anh. Ngon không? Ngon đó. Không bị hức giác gì hết nữa. Nào. Em không bị hức giác gì hết nữa. Ừ. Không giật mình, hức giác giữa đêm luôn. Một phát tới sáng luôn anh ơi. Wow. Cô bé Hương. Ủa? Sao nằm góc đó kìa, tên đó bị gì vậy? Ừ. Gì đi mát mẻ anh. Sao tự nhiên nằm nửa cái vậy? Dung là tối nó nóng nhưng mà khuy nó khá là mát mẻ, thích ngậm ngoài cho mát á hả? Đúng rồi anh. À, nhưng mà điểm trừ duy nhất đó chính là nướng gà lâu quá giờ nghe bớt rồi anh ơi. Ủa sao ba ông nội này ngủ chung kìa? Ủa chào ba con dời, tôi ngủ ngon đại này của em đúng không? Đúng rồi. Sao có hai con dời đó? Tối hai bạn này qua làm gì không biết, vô ngủ chung nè. Giao lưu à? Dạ, đúng rồi. Ủa sao à, ngủ à? Sao vậy? Ừ. Mũi hả? Đúng rồi, tối ở ngoài mũi quá. Anh thấy em có... Mình thấy là ở đó, chỗ đó nó có kiến các bạn, nó về đây nó đốt nhang luôn, rồi chạy chiếu tính ngủ đây nè, chạy lá chuối tính ngủ đây nè. Rồi sao tự nhiên tối thì vô đây kìa? Mấy mũi này nó hành tinh thôi anh. Đốt nhang dẫn cắn hả? Đúng rồi, giờ em còn ngứa luôn rồi. Vô hậu. Làm Tú cũng vậy luôn. Rồi Tú kia, Tú vậy coi. Chào em. Dậy đêm cháu rồi. Được không em, Tú cũng ngon. Được không mà mũi quá. Rồi ba cũng chung vậy hả? Ấm cúm chứ à. Rồi ok, tụi mình là hôm nay là ăn sáng theo một phong cách đặc biệt đồng quê dân dã nha bạn. Đó chỉ là ăn sau lưng được nguyên một bờ ruộng luôn, ngồi chùm hở cái kiểu này luôn, rất là tiền luôn bạn, khá là mỏi luôn. Và đầu tiên là sáu sao ăn gì em? À, sáng sớm nay thì mình sẽ ăn heo hề nha các bạn, cháo hạt cẩm rau củ, không có gì gọi là thịt bằm hay gì nha, và uống nước ép trái cây hạt cẩm 100% luôn. Hàng của Nhật là nó phải thế đó. Giờ mình sẽ khui cháo ra nha, cháo này là cháo ăn liền, hấp cũng được các bạn, nhưng mà không cần hấp cũng được, mấy cái này bỏ chứ không bỏ gì cũng được, mình cứ bỏ vô trong đi. Mà mình cảm giác hình như là hiếu hiếu cái gì vậy các bạn, như thế này thì không được rồi, phải cho topping vào thôi. Đầu tiên mình sẽ cho một ít khô bò,
một ít gà sấy tỏi ớt, một ít mực xé nhân nhi, một cá chỉ cháy tỏi và một tí nha nho đen. Cho hẳn một cây xúc xích vào nha. Và đây, bây giờ mình sẽ bắt đầu thưởng thức. Trời, món nhìn cái là mình biết ngon rồi. Ăn vào thì sẽ là không giòn đâu. Cho ăn hưởng khô bò với nho khô cứ ấp lại nè. Cắn thì miếng xúc xích rồi. Cháo mà nhỏ. Trời ơi, nó là một sự kết hợp hoàn hảo các bạn. Ăn nó nghe lạ lắm kìa. Nhưng mà mình nghĩ như thế này là mới đủ chắc nè. Cuối cùng luôn là mình sẽ uống nước trái cây hợp cẩm nha, thay vì ăn trái cây. Gọi là trái cây hợp cẩm nhưng mà mình nghe mùi hớm thôi các bạn. Uống cũng được. Rồi, nói chung thì buổi sáng mình ăn vậy thôi các bạn. Mình là một người khiêm tốn đó các bạn. Mình là đã từng là đi từ ở dưới đáy xã hội đi lên không sao một sao, và lần này mình vào 6 sao thì mình cảm thấy cũng hơi bỡ ngỡ, ngạc nhiên, cảm xúc tung trào. Và mình cảm thấy là vào 6 sao rất là khó khăn, làm việc rất là nhiều hơn những bạn không sao và một sao bạn. Nên mình muốn lần sau mình vào tiếp nha. Mấy bạn nhớ đăng ký và like thật nhiều nha. Ok. Ủa? Thôi anh đã đá xã hội, anh có thấy em bao giờ đâu xạo em. Chắc có hỏi là anh nhầm server với em á anh. Rồi tiếp theo là Hương ăn gì hơn? Mình là 5 sao nha các bạn. Gọi là văn chơi thứ hai ở đây. Hôm nay mình sẽ ăn nữa mì sam rang x2 và sốt sam rang x1. Không, cái này không phải là sam rang x2 nha các bạn. Cái này gọi là mì sam rang trẻ em. Trẻ em có nghĩa là ăn sống luôn, không cần nấu luôn nha các bạn. Thấy cái gói nó nhỏ xíu không, nó phẳng phẳng vậy nè. Bây giờ á, rất là đơn giản. Xé mì sam rang ra. Cái này là mì là có thể ăn sống luôn đó các bạn. Loại mì này nó tẩm ớt sa vị rồi. Rồi nó có cái bịch này giờ mình rắc vô á. Nhìn đúng không? Này bột ớt thôi mấy bạn. Thì ăn không hả? Ủa, hướng dẫn là ăn không luôn á mấy bạn. Rồi sau đó xé sam rang. Ít một thôi hả? Ít một thôi, bỏ ráng đây chú có lụm nha. Wow. Ừ, nó đã kìa. Thì chuẩn bị pizza mì với anh. Đúng rồi. Rồi như đây được rồi, đa cay thấy bà cũng nào luôn. Từ từ bình tĩnh. Sau đó cho bò xông khói tiêu đen vào nha mấy bạn. Trời đất ơi, đi ruộng là phải ăn bò xông khói. Đây gọi là đĩa mì trẻ em sốt sam rang x1 cuốn bò xông khói tiêu đen. Khá là quý sợ tọt luôn. Sẽ cầm lên, sẽ có cắn gãy răng nha mấy bạn. Nghe cầm vô, nghe cầm vô. Mười yếm, mười yếm. Mình uống à, nước nho đỏ nguyên vắt 100% nhập khẩu từ Thái Lan nha các bạn. Mười yếm. Rồi cuối cùng nha các bạn, 5 sao 6 sao là phải màu mè nên mình sang tráng miệng luôn nha. Đây gọi là thạch xoài ăn liền nguyên chắc, có nguyên miếng xoài nướng qua tòa luôn. Giống cầu cầu nhưng mà nó đậm mì xoài tận nước nhiều quá. Không sao, cái này là rượu mà chảy hơn á. Biết làm gì hả? 10 điểm. Tổng cộng là 30 điểm nha các bạn. 3 món 30 điểm. Khá là ngon luôn. Đằng sau hy vọng là vô luôn đâm theo tiếp. Quá là sướng luôn. Nhưng mà trừ điểm trừ lần gà ra nha mấy bạn. Rồi rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo là đại 4 sao ăn gì chán với em. Sao hôm nay mà sẽ ăn bánh chocolate. 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 Dạ. Gì ra ngoài đồng ăn chocolate là sao? Nó thật sự khác biệt với anh. Ừ, đồng quê thì chocolate là cái món ngoại lai của nước ngoài em. Coi chán kìa. Trời ơi. Giống bánh bao la trong chứ. Trời ơi, tưởng sô la ngờ cái bánh đen đen vô hả? Ăn như bánh mì với nó lẹt lẹt đấy anh. Rồi sao? 10 điểm. Đâu? 10 điểm. Rồi tiếp theo là 5 3 sao các bạn.
Rồi bữa sáng nay thì mình sẽ ăn mì rất là dân dã miền quê luôn, mì hai con tôm biriket nha bạn, uống nước dừa. Hôm qua mình tới 4 trái luôn, uống hết 3 trái rồi, trái là trái cuối cùng rồi nha bạn. Trời ơi, nghe được cái mùi bác nông dân đang trồng cây dừa luôn các bạn. Cầm giùm anh cái tờ, chúc nữa anh cho bú miếng. Đây là cái món mì liket mà ba mình là ổng ghiền lắm các bạn, không biết bị cái gì, ổng ăn nay cũng chắc cũng phải mười mấy 20 năm rồi, ổng chưa ngán nữa, ngày nào ổng cũng ăn hết các bạn. Chắc là nó có một cái hương vị đặc biệt gì đó mà giúp cho những người mà đứng tuổi người ta thích ăn các bạn. Nên bây giờ là mình quyết định là sẽ trải nghiệm xem là mình có già giống ổng không nha. Quên bỏ muối. Mới đẹp. Mới đẹp các bạn. Thì ra là ăn muối vô nó mới rất là ngon, ngon hơn mì hảo hảo rất là nhiều. Tuyệt vời. Tức muối của anh em. Ăn gì ăn em? Mình thì hai sao, sáng nay mà sang ngũ cốc con gà và uống sữa TH chung miêu. Gà đồng ăn ngũ cốc mà cũng hợp lý các bạn, ngoài đồng là phải ngũ cốc. Phải heo hì. Ủa uống gì ạ? Uống sữa. Rồi cảm giác được bò đang ngoài ăn cỏ không? Ở dưới ăn cỏ. Mình được cảm giác như con bò đang cưỡi mình ngoài ruộng vậy á. Bò cưỡi mình. Nó quá tuyệt vời. Nét. Còn mình thì một sao sáng nay mình sẽ ăn bánh con gấu. Trời ơi, ngoài đồng có gấu không? Có anh, ngoài đồng gấu chạy quá chừng. Uống cái gì vậy? Gà gù uống còn đỏ. Uống gồng anh. Trời ơi. Không, thật ra là gồng á, nó bay ở giữa ruộng anh. Cái em lấy cái chai á, em xin thằng gồng cho em miếng nước, cái nó phun xuống cho em đầy chai. Giờ nước biến nó em. Nước của thằng gồng ngon quá. 10 điểm. Wow. Đây, cuối cùng là mình. Vậy không sao, sáng nay mình sẽ ăn củ sắn nha, với giá là 136 đồng. Đây là củ sắn của những bếp nông dân trồng ngoài ruộng. Mình cảm nhận bếp nông dân đang dí mình luôn các bạn. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Trời ơi, mặt trời nó nắng quá các bạn ơi. Oh my god. Lẹ bảo ơi. Sao mặt trời lên lẹ dữ á ta, nãy giờ chừng 15 phút chói luôn các bạn. Ok, nói chung là tụi mình kết thúc video tại đây các bạn. Một video hôm nay là theo cầu rất là nhiều bạn luôn, cắm trại ngoài đồng. Ngoài đồng thì là tụi mình có sẵn luôn, nhưng mà ngoài đồng thì nó bị rất là nhiều hạn chế các bạn. Không có chỗ để dành dựng trại, xe ô tô là mình phải để đằng kia, gà đi bộ phải vô trong đây cũng phải 200-300 mét các bạn, kinh muốn chết luôn. Và đặc biệt nữa là muỗi, rất là nhiều muỗi luôn các bạn. Nhưng mà được cái ngoài đồng thì sẽ có nhiều sình nè, nhiều ốc nè, nhiều cá nè, có cả cua hoàng đế nữa nha các bạn, rất là đã luôn. Ok, bạn đã thấy cái series cắm trại của mình, để lại một like, chia sẻ để mình nhắn đăng ký kênh để nhận được thông báo của mình cho anh những clip khác. Càng nhiều lượt like, càng nhiều được đăng ký, chia sẻ thì tụi mình cố gắng thực hiện nhiều hơn nha các bạn. Nói chung là mong muốn của mình là lần sau là sẽ khoảng 3-4 sao thôi nha các bạn, không có cần 6 sao đâu, 6 sao cực lắm các bạn. Và né mấy thằng dưới đáy xã hội dương dĩ ra nha. Em dưới đó em có thấy ăn bao giờ không em? Không anh. Vậy là ăn xào đúng không? Đúng rồi. Xào. Ủa nhầm xe vờ chứ bộ. Có nhiều xe vờ lắm á. Anh chơi xe vờ Việt Nam. Em có xe vờ Việt Nam mà. Vậy là em xạo rồi. Em xe vờ Bắc Mỹ hay gì vậy em? Khác phòng. Khác phòng nữa hả?